Liên bán cả chợ Hoàng Hoa Thám, bán cả chợ Hoàng Hoa Thám và chợ Vạn Phúc. Hôm nay thấy chị ở chỗ Hoàng Hoa Thám mát quá, tôi ngồi mát. Được 100 chứ. Khu gia bì. Chỗ này phải chở bằng ô tô chứ. Chở bằng mấy chuyến này nhỉ? Chỉ được quê ra thôi. Chỗ này mát nhỉ, ngồi thích. Sáu hơn sáu mét bảy sao mét sáu mét bảy đấy. Thank you.
停嘅，放停。cái này thì bao tiền chị? À, của nhà mình khác à? Đây. Không phải của nhà mình à? Bao tiền cái này anh? 2.500 à? Mình có liên quan nhau không? Có phải người nhà nhau hay là nào? Không phải, không phải, có phải là người nhà của nhau không? Hỏi ai biết thì ai thích thì em lại ra lấy hộ. Ôi, cái tùng này đẹp nhỉ. Cái tùng này cối thì bao nhiêu anh? 3 triệu. Kéo nó bị thâm, nó vặt thì nó tốt hơn. Rồi, mời các bác lên chợ hàng nha. Trời ơi.